Hai vị phụ huynh này đang háo hức để được đến thăm cậu con trai bác sĩ, thế nhưng điều mà họ không ngờ tới là quý tử của mình lại là một gã xã hội đen lưu manh khét tiếng trong vùng. Hay tin bố mẹ chuẩn bị tới, Muna đã cho đám đàn em cải trang hang ổ thành một bệnh viện từ thiện, đám thuộc hạ thân cận lập tức biến hóa vào vai y bác sĩ. Gương mặt của người bố tràn đầy niềm tự hào về cậu con trai. Tuy nhiên đúng lúc này một người lại chạy sộc vào trên tay cầm theo chiếc vali chứa 1 triệu rúp. Thì ra chồng bà ta đang bị Muna bắt cóc tống tiền, đã vậy còn bị đám xã hội đen hóa trang thành cái xác nằm ngay bên cạnh. May mà nhờ kỹ năng đạo lý mồm của Lệ Tổ chỉ dạy, đại ca nhanh trí chỉ vài lời nói đã đánh lừa được người phụ nữ lẫn bố mẹ mình. Đây không phải là lần đầu tiên Muna làm điều đó, vì màn kịch giả làm bác sĩ này đã được anh dựng lên cách đây 3 năm, nổi tiếng khi từng là một đứa trẻ khó bảo và hư đốn nhất làng. Bố của Muna lại cực kỳ nghiêm khắc và khó tính khi nhiều lần bắt con trai phải thi đậu vào trường y dược. Để chiều lòng bố nên Muna đành phải bỏ xứ để lên thành phố. Nhưng thay vì đi theo con đường chính đạo thì anh lại chọn trở thành một ông trùm xã hội đen. Hôm đó bố của Muna vô tình gặp lại người đồng hương. Trong khi trò chuyện ông được biết cô con gái Chinka của người bạn già hiện tại cũng đang làm bác sĩ. Thiết nghĩ Muna và Chinka hẳn sẽ là một cặp xứng đôi vừa lứa nên ông đã ép con trai phải đi xem mắt cô nàng kia. Muna biết nếu chuyện này mà diễn ra thì sớm muộn gì thân phận của mình cũng sẽ bị lộ nên anh đã quyết định chơi bài ngửa. Ngay khi gà còn chưa thức giấc, đại ca đã gọi điện cho vị hôn thê tương lai của mình để thuyết phục cô ta hãy nghĩ cách từ chối khéo cuộc hôn nhân được sắp đặt này. Hôm đó gia đình của Muna đã đến nhà của Chinka như đã hẹn. Vừa gặp mặt là bố vợ đã trực tiếp hỏi con rể lấy bằng y ở đâu khiến anh chàng sượng chân. Thì ra ông ta đã sớm biết được danh tính của Muna nhưng vẫn cố ý nhận lời xem mắt nhằm vạch mặt gã xã hội đen. Bởi vì cũng là một bác sĩ nên bố của Chinka rất am hiểu về y dược. Thấy Muna không chịu trả lời mình thì lão hói tiếp tục dồn dập anh bằng những câu hỏi chuyên ngành vô cùng khó hiểu. Đối mặt với điều đó, Muna đã giả vờ nhấc máy gọi điện cho đàn em để chữa cháy. Bố vợ không giữ được sự kiên nhẫn nữa mà trực tiếp hỏi đối phương một câu chí mạng. Nhìn thấy niềm hãnh diện và hạnh phúc trên gương mặt cha mẹ, cậu không thấy xấu hổ sao đại ca Muna? Bố của Muna ngồi bên cạnh vẫn chưa hiểu thông gia đang ám chỉ điều gì nên cực thắc mắc. Lão ta không vòng vo nữa mà trực tiếp tố cáo Muna là dân anh chị có số má trong thành phố này, chuyên bắt cóc, tống tiền và đòi nợ thuê. Một kẻ với địa vị thấp hèn như thế thì sao có thể xứng với Chinka được? Bố của Muna nghe xong hai mắt đỏ hoe như chết lặng, còn đại ca thì cũng chẳng còn lời nào để giải thích. Mặc cho người mẹ đã hết lời cầu xin sự tha thứ nhưng ông bố vẫn cương quyết từ mặt thằng con ngỗ nghịch để trở về quê, chấp nhận sống với sự tủi nhục và đó là lần đầu tiên Muna chứng kiến bố của mình rơi lệ. Cũng vì điều này mà đại ca giang hồ đã thề với lòng mình sẽ trở thành một bác sĩ và cưới Chinka để cha được yên lòng. Nói là làm, ngay sáng hôm sau Muna đã cùng đàn em đến đăng ký nhập học ở một trường y nổi tiếng nhất Mumbai. Có điều thế méo nào bọn họ lại đến nhầm một bệnh viện, đã vậy còn tự tiện xông vào phòng phẫu thuật để gặp bằng được thầy hiệu trưởng. Sau khi thăm dò, Muna biết rằng để trở thành bác sĩ và được theo học ở đây thì phải vượt qua kỳ thi kiểm tra năng lực đầu vào. Thế là cả bọn đã quyết định tới nhà của một bác sĩ trẻ thủ khoa để khống chế bố anh ta. Vị bác sĩ không còn cách nào khác đành phải giả dạng thành sinh viên để thi hộ cho đại ca. Mặc dù giám thị kiểm tra rất sát sao nhưng may thay mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ. Ngày nhận kết quả, Muna không chỉ vượt qua kỳ thi mà còn xuất sắc đứng đầu bảng vàng. Đám đàn em bịn dịn chia tay đại ca trước cổng bệnh viện. Muna hí hửng vừa bước vào trong thì đã bắt gặp một bệnh nhân đang nằm hấp hối nhưng lại không được đưa đi chữa trị bởi vì người nhà còn đang bận xếp hàng làm thủ tục. Đã vậy cả bác sĩ vô trách nhiệm còn từ chối cứu chữa ca này, còn lấy lý do rằng đã hết giờ làm việc của gã. Chuyện bất bình như thế thì sao Muna có thể bỏ qua được? Ngay lập tức anh đã dùng uy quyền của mình bắt tên bác sĩ kia phải tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân này gấp. Vừa bước vào giảng đường, Muna còn bị sinh viên tưởng nhầm là thầy giáo. Ổn định chỗ ngồi xong thì thầy hiệu trưởng cùng các giảng viên đã có mặt để nói đôi lời. Nào ngờ hiệu trưởng của ngôi trường đại học y dược lâu đời này không ai khác chính là lão hói lật tẩy Muna khi trước. Xem ra phen này khó cho đại ca rồi. Athana là một người khó tính và cực kỳ nguyên tắc. Bệnh nhân đối với ông ta suy cho cùng cũng chỉ là một cơ thể đang bệnh tật không hơn không kém. Các tân sinh viên cần phải hiểu giữa bệnh nhân và bác sĩ không hề có tình bạn. Thấu cảm quyến luyến chỉ làm cho một lương y trở nên yếu đuối hơn mà thôi. Kết thúc buổi trò chuyện, Athana hỏi có ai muốn đặt thêm câu hỏi gì không? Chỉ thấy bên dưới có một cánh tay mạnh dạn giơ lên hỏi rằng nếu một người đang trong tình trạng hấp hối thì có cần phải chờ để làm giấy tờ không? Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện đó không ai khác mà chính là Muna. Cứng họng trước câu hỏi của đại ca, lão hiệu trưởng chỉ biết im lặng cúi đầu rời đi. Dù rất cay cú nhưng Athana vẫn chưa thể tìm ra cách thức mà Muna đã dùng để bước chân vào ngôi trường này. Đại ca giang hồ sau đó chuyển đồ đạc vào ký túc xá để ở cùng với anh chàng bốn mắt Ami. Hôm đó Muna lại tiếp tục cạc khịa thầy hiệu trưởng làm ông giận tím người nhất quyết đòi đuổi gã học sinh cá biệt ra khỏi lớp. Đang hạc hê khoe chiến tích với đàn em thì anh bất ngờ đụng độ Chinka. Có điều cho đến lúc này đại ca vẫn chưa hề biết thân phận thật sự của nữ bác sĩ. Hôm ấy Muna có tiết học giải phẫu cơ thể người,
Bực mình vì lớp thì đông mà lại chỉ có đúng một cái xác nên đại ca đã trực tiếp nhấc máy gọi cho đàn em thân cận tìm cho mình một cái xác để thực hành. Ngay lập tức thi thể còn nóng hổi của một người đàn ông ngoại quốc đã được mang tới trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Không ngờ cái xác tưởng đã chết tự nhiên bật dậy hù cả bọn hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Hiệu trưởng sau đó đã có mặt để nghe Muna trình bày, khi lạ thay ông ta không những không giận mà còn trách ngược lại thầy giáo. Tiếp đó Athana đã đưa cho Muna một chiếc dao mổ rồi yêu cầu anh ta chỉ cho mình từng bộ phận bên trong thi thể này. Mặc dù là một đại ca khét tiếng giang hồ chẳng ngán bất cứ thứ gì nhưng ngay tại thời điểm này Muna lại run như cầy sấy. Kết quả là chàng găng tơ đã không thể đứng vững nữa mà trực tiếp ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Trả thù được thằng con rể hột khiến lão hói rất khoái chí. Đại ca sau đó cũng được đưa tới phòng hồi sức để Chinka theo dõi chăm sóc. Trong lúc hai người đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên Muna nhắc tới Chinka làm nữ bác sĩ chột dạ. Nhớ lời cha dặn không được tiết lộ danh tính của mình nên Chinka đã giả vờ đánh trống lảng rồi viện cớ rời đi. Vài ngày sau Muna lại tiếp tục gây sự với một thầy giáo. Lần này đại ca tỏ ra vô cùng bức xúc trước cách đối xử của vị bác sĩ trước một bệnh nhân bị bại liệt toàn thân. Sau khi mắng cho ông ta một trận, Muna trực tiếp đưa người này ra khỏi lớp trong sự bất lực của thầy giáo. Mặc dù là một đại ca hổ báo cáo chồn nhưng Muna lại mang dáng dấp và tâm hồn của một con người lương thiện tử tế. Các thầy giáo do không thể chịu đựng nổi anh được nữa nên đã đến gặp hiệu trưởng để xin ông đình chỉ cậu sinh viên cá biệt kia. Thế nhưng Chinka đã lập tức phản bác cho rằng những lý do mà họ đưa ra chưa đủ thuyết phục để đuổi học Muna. Suy tính một hồi, Athana cuối cùng cũng nghĩ ra được kế sách gạch tên gã đại ca một cách danh chính ngôn thuận. Mặc kệ những toan tính đang sắp sửa tìm đến mình, Muna khi này vẫn ân cần chăm sóc cho anh chàng bị bại liệt. Chinka không hài lòng nhắc nhở Muna cần phải chuyên tâm vào việc học hành thay vì đi gây rối với người khác. Nữ bác sĩ còn hứa rằng nếu như Muna vượt qua kỳ thi sắp tới thì cô sẽ sắp xếp cho anh gặp mặt Chinka. Lấy đó làm động lực, đại ca tự nhủ sẽ học hành thật chăm chỉ nhưng vào ngày diễn ra kỳ thi thì đám đàn em đã bí mật đến nhà thầy giáo để bắt ông đọc đáp án. Dù biết rõ tên đàn này chắc chắn đã gian lận nhưng Athana tạm thời vẫn chưa tìm được bằng chứng buộc tội. Trước sự chất vấn của hiệu trưởng, Muna không những không sợ mà còn tỏ thái độ cợt nhả và thậm chí là khiêu khích khiến ông ta sôi tiết và khơi lại chuyện bố của Muna nhằm chọc tức anh. Đại ca không phải dạng vừa, trực tiếp khẳng định mình sẽ trở thành bác sĩ và cưới con gái của hiệu trưởng để đòi lại món nợ trước đó. Hôm nay Muna có buổi hẹn với Chinka ở một câu lạc bộ, nhưng đến lúc gặp mặt anh mới nhận ra cô ta hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của mình. Trong ký ức của Muna, cô bạn thuở ấu thơ là một người ngoan hiền thục nữ chứ không phải kiểu lẳng lơ ăn chơi như ả đàn bà này. Quá sốc và thất vọng trước sự thay đổi này của Chinka, Muna thất vọng bỏ ngang buổi hẹn để về nhà. Chinka khi biết chuyện thì cười không nhặt được mồm bởi vì chính cô đã nhờ bạn thân đóng giả mình để gieo sầu cho Muna. Nữ bác sĩ sau đó đã khuyên Muna hãy quên Chinka mà anh từng biết đi. Nhân tiện cũng đừng đấu đá với thầy hiệu trưởng nữa. Bằng trực giác của mình, Muna lại có niềm tin mãnh liệt người con gái đang ngồi trước mặt mới chính là Chinka. Không biết từ bao giờ mà đại ca đã phải lòng cô bác sĩ xinh đẹp này rồi. Không thể chờ đợi thêm nữa, hôm nay Muna quyết định mở một cuộc tổng tiến công nhằm chiếm lấy trái tim của nữ bác sĩ. Cầm theo một bó hoa trên tay đến nhà hiệu trưởng, anh chàng găng tơ chân thành xin lỗi về ông về những chuyện trước đây, đồng thời cũng chia sẻ mình sẽ không theo đuổi Chinka nữa mà đã tìm thấy cho mình một tình yêu đích thực khác. Athana như mở cờ trong bụng, ngoài miệng thì tiếc nuối vì đôi trẻ không thể đến được với nhau nhưng trong lòng lại vui sướng khôn xiết. Nào ngờ đâu người anh ta yêu vẫn là con gái ông cơ mà ở cương vị nữ bác sĩ trong trường khiến hiệu trưởng cay cú tột độ. Ngày hôm sau Muna đã đến tìm Chinka, anh lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình với cô và thậm chí còn tính đến chuyện ngôi nhà cùng những đứa trẻ. Tuy nhiên Chinka lại khéo léo từ chối cho rằng chuyện đó quá xa vời, hơn nữa cô cũng không có thời gian dành cho việc yêu đương. Trở về lại phòng khám, dù rất buồn nhưng nữ bác sĩ buộc phải thông báo căn bệnh ung thư dạ dày của bệnh nhân đã bước vào giai đoạn cuối. Người đàn ông nhận tin dữ không khỏi bất lực tuyệt vọng, thời gian thì đang dần cạn kiệt trong khi còn biết bao dự định dang dở. Trong cơn bất mãn, anh ta chỉ biết than trách ông trời đã quá bất công với mình. Muna muốn an ủi bệnh nhân bằng một cái ôm nhưng bất ngờ nhận phải sự phản ứng gay gắt từ đối phương. Đêm đó, theo lời Muna, đám đàn em đã tìm tới giường bệnh của anh chàng dám cả gan tát vào mặt đại ca. Những tưởng đám người lưu manh sẽ trả thù nhưng không ngờ họ lại tặng rất nhiều quần áo cho anh chàng. Biết đối phương chưa một lần chạm vào người phụ nữ nên Muna đã chu đáo cho đàn em chuẩn bị một tiết mục cực kỳ máu lửa. Đang cao trào thì hiệu trưởng bất ngờ xông vào giải tán đám đông, sau đó lớn tiếng mắng chửi những nhân viên của mình. Anh chàng mắc bệnh ung thư không nói không rằng bước tới ôm chặt hiệu trưởng vào lòng mà nói: "Bọn họ làm thế cũng vì muốn tốt cho tôi và xin ông hãy coi như đây là ân huệ cuối cùng của mình." Hiệu trưởng nhanh chóng ngồi ngoài không còn cảm thấy nóng giận nữa. Cái ôm diệu kỳ sau đó cũng nhanh chóng được sinh viên lan truyền đầy tích cực. Khi Muna đang chuẩn bị thu xếp hành lý để trở về cuộc sống bình thường thì Chinka bất ngờ tìm đến để cảm ơn anh vì chuyện tối qua đã làm cho bệnh nhân của mình. Đồng thời cô cũng thỉnh cầu đại ca nếu được thì xin anh đừng vội đi ra bệnh viện này rất cần anh. Muna không nghĩ ngợi ngay lập tức nhận lời.
Trong khi đó, hiệu trưởng lại đang yêu cầu nhân sự của mình viết đơn phàn nàn Muna về sự việc đêm qua nhằm kỷ luật anh, bằng không ông sẽ cho bọn họ thôi việc. Muna không khoan nhượng nữa mà trực tiếp thách thức Athana, khiến lão hói cay còn hơn khi ăn ớt. Để được ở lại đây, đại ca đã không từ mọi thủ đoạn, kể cả việc tự làm bản thân bị thương. Trong lúc Muna đang tán dóc thì phía ngoài đưa tới một bệnh nhân lớn tuổi đang lên cơn nguy kịch. Thì ra ông ta là cha của vị bác sĩ từng giúp cho đại ca làm bài kiểm tra năng lực đầu vào. Lần này ông ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng do không chịu ăn uống điều độ. Xem qua bệnh tình của ông lão, hiệu trưởng đã vội kết luận người con trai nên chuẩn bị tâm lý để lo hậu sự đi là vừa. Tuy nhiên Muna lại không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Ngay lập tức anh đã ra lệnh cho y tá tiến hành sơ cứu khẩn cấp. Biết ông lão rất thích chơi bộ môn carom nên đêm đó Muna đã cùng đệ tử ngồi chơi cạnh giường, cố ý nói lớn tiếng để ông lão nghe thấy. Quả nhiên phương pháp này đã có tác dụng. Nhìn thấy trò chơi yêu thích của mình khiến ông lão tự động ngồi dậy một cách thần kỳ. Sau khi nhận thấy đối phương đã ngồi vào bàn, Muna trực tiếp rót ra một cốc nước ép hoa quả đặt lên bàn. Đợi cho đến khi ông lão ghi điểm kết thúc ván đấu, Muna đã lợi dụng cơ hội để dụ ông ta uống hết cốc nước ép. Tinh thần phấn chấn thì sức khỏe cũng sẽ tự động tốt lên. Chứng kiến cha mình bình phục nhanh chóng mà vừa hay hành động này đã ghi điểm trong mắt Chinka. Tuy nhiên đó cũng là đêm cuối cùng Muna ở lại bệnh viện, bởi vì hiệu trưởng đã nhờ đến pháp luật để tống cổ anh ra khỏi đây rồi. Tin tức tên đại ca bị cảnh sát đưa đi lập tức được lan truyền đến mọi ngóc ngách trong trường. Tất cả sinh viên cùng các y bác sĩ, thậm chí là lao công cũng đồng lòng đứng về phía đại ca giang hồ. Họ đe dọa hiệu trưởng không được đuổi Muna, nếu không tất cả sẽ đồng loạt đình công. Athana điên tiết tuyên bố Muna chẳng qua chỉ là một kẻ lưu manh giả danh trí thức, nhờ gian lận nên mới bước chân được vào đây. Nếu như ngày mai Muna trả lời được dù chỉ một câu hỏi do tôi đưa ra thì anh ta sẽ không phải đi đâu cả. Để công bằng, hiệu trưởng cho phép thành lập một hội đồng gồm 3 giáo sư. Họ có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào và sẽ quyết định số phận của Muna, xem rằng liệu anh ta có xứng đáng để trở thành một bác sĩ hay không. Tình hình rất là thình lình, Muna buộc lòng phải nhồi nhét cấp tốc các kiến thức y khoa chỉ trong vòng một đêm. Để giúp đại ca vượt qua thử thách này, 3 vị giám khảo đã sớm cho anh biết trước câu hỏi. Cả bọn đang diễn tập hăng say thì đột nhiên Muna nghe tin căn bệnh ung thư của Jahia đang chuyển biến xấu. Trong cơn nguy kịch, Jahia đã khẩn cầu được gặp Muna lần cuối. Đại ca nghe tin tức tốc chạy đến an ủi rồi bất lực chứng kiến người bạn ra đi trong vòng tay của mình. Hôm sau, nam chính gương mặt tiều tụy buồn bã đã xuất sắc vượt qua lần lượt những câu hỏi của hội đồng. Tuy nhiên đến câu hỏi cuối cùng thì hình ảnh của Jahia bất chợt hiện về trong tâm trí khiến Muna không thể giữ được bình tĩnh thêm nữa. Đến tận giây phút này anh mới nhận ra mình không thể cứu người bằng lời an ủi hay một cái ôm chiều mến được. Cái chết của Jahia khiến Muna nhận ra bản thân chỉ là một kẻ vô dụng chuyên lừa lọc người khác. Để sửa chữa sai lầm đó, đại ca giảng đường quyết định sẽ chấm dứt việc này. Hiệu trưởng thấy vậy thì vô cùng đắc ý vì coi như cái gai trong mắt đã được nhổ bỏ. Đang định rời đi thì đột nhiên bệnh nhân bị bại liệt suốt 12 năm nay bất ngờ cử động khiến lão hói và tất cả mọi người trong hội trường vô cùng sửng sốt. Chính sự tận tụy kiên nhẫn bầu bạn và động viên của Muna đã giúp bệnh nhân tưởng chừng vô phương cứu chữa này hồi phục một cách kỳ diệu. Athana khi này cũng nhận mình đã quá đề cao kỷ cương và sự cứng nhắc trong việc điều hành bệnh viện. Muna có thể là một tội phạm không hơn không kém, nhưng khi ở đây, anh ấy chính là người mang đến những phép màu kỳ diệu. Đêm đó trong lúc đang lang thang với đệ tử, Muna đã bất ngờ gặp lại bố mẹ mình. Anh chàng căng tơ cảm thấy hổ thẹn khi không thể hoàn thành lời hứa, thế nhưng người bố đã không còn quan tâm đến việc đó nữa. Tuy rằng con không thể trở thành bác sĩ như kỳ vọng của ta, nhưng con đã làm được một việc còn ý nghĩa hơn, đó là dạy cho mọi người cách sống. Ta thật sự rất hãnh diện về con. Rồi hai bố con rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy nhau. Nữ bác sĩ sau đó cũng tiết lộ thân phận thật của mình cho Muna biết. Và sau bao sóng gió, cuối cùng đại ca giang hồ cũng đã chiếm được trái tim của người đẹp. Về phía hiệu trưởng, ông xin nghỉ hưu rồi về quê quản lý bệnh viện làng của Muna. Bệnh nhân ở đây sẽ nhận được liều thuốc tình cảm cùng những cái ôm mỗi ngày. Còn Muna tuy không trở thành bác sĩ nhưng đã may mắn có được gia đình nhỏ hạnh phúc và cách sống đẹp hơn cả quyền đắc nhân tâm di động lợi tổ.